Rồi, xin chào anh em và xin chào tất cả các bạn có niềm đam mê năng lượng mặt trời. Thì hôm nay mình review một con biến tần mới, đó là con biến tần Evo 6200W. Con biến tần này chắc chắn tới đây nó sẽ đáp ứng được mọi cái yêu cầu của anh em. Mà anh em có muốn lưu trữ hoặc là chúng ta chạy cái chế độ bám tải mà chúng ta không cần phải thao tác nhiều. Nói chung là đây là con biến tần mà rất đáng mong đợi các bạn. Thì mình đã có rất là nhiều video nói về con biến tần Somry 6200W. Thì trong video trước mình cũng đã test cho chúng ta là con biến tần Somry đó, chạy thì bắt buộc phải có ắc quy thì nó mới ổn định và nó mới chạy được. Còn riêng con biến tần Evo 6200W cái màu xanh lơ như thế này thì nó sẽ không cần ắc quy luôn các bạn. Bây giờ mình sẽ test mọi cái chức năng cho các bạn xem. Thì trước khi vào test chức năng đó, thì mình sẽ cho các bạn xem các cái thông số của con biến tần này để các bạn nắm được. Đây, chúng ta nhìn trên màn ảnh nha. Evo 6200W PV input nè 6500W nè các bạn. MPPT nha là 120A luôn các bạn. Đây, dãy điện áp là làm việc 240 đến 450V. Còn dãy hoạt động được là từ 60 đến 450. Nói chung là rất là rộng luôn các bạn. Rất là rộng luôn nha. Rồi output nè, có hai ngõ output các bạn. Rồi cái ngõ output đây, có hai ngõ output, một là 6200W, hai là 2066W. Bây giờ bỏ qua hai cái ngõ ở đây, mình cứ nói là biến tần này là full load là 6200W. Rồi AC input, rồi đơn giản thôi, cái này thì chúng ta biết rồi. Cái quan trọng nhất là cái dãy tấm pin nè. Cái tấm pin nó hỗ trợ tới 6500W pin nè các bạn. MPPT là 120A nha. Nói chung là nó rất là ok luôn. Rồi bây giờ mình sẽ test con biến tần này cho chúng ta xem. Thì mình ở đây đã kết nối rất là nhiều dây nhợ như thế này. Thì mình nói sơ qua để các bạn nắm. Đầu tiên là cái battery nha. Đây, battery mình dùng cái dây nhỏ thôi, bên đây mình chỉ test thôi mà. Rồi, mình có qua một cái CB, CB hiện giờ là đang tắt nha các bạn. CB đang tắt nghĩa là bây giờ chưa có cái điện áp 48V chạy vào trong cái biến tần này. Rồi, cái ngõ thứ hai là cái ngõ PV. Ngõ PV đây, mình đã chuẩn bị sẵn cái jack MC4 nè, hoàn toàn chưa có đấu vào. Và cái dây thứ ba là dây AC in. AC in thì mình thiết kế cái dạng cái chui game như thế này, để chút xíu mình sẽ kết nối với một cái dây dây này là điện điện của điện lực nha các bạn, đang 230V nè. Rồi bây giờ mình sẽ tiến hành test đầu tiên là với ắc quy trước nha. Rồi bây giờ mình bật cái CB của ắc quy lên. Rồi sau đó mình bật công tắc lên. Đây là cái tải ra nè, cái tải ra mình đã lắp vào một cái quạt nè. Cái quạt hiện giờ là đang chưa quay nha, bởi vì mình vừa mới bật lên đó. Bây giờ mình quạt mới quay nè. Cái quạt này là mình đang lắp cái đầu tải ra nha các bạn. Đây cái dây AC out nè, mình lắp bên cái cổng là main AC out nha. Rồi chúng ta hiểu nha. Rồi khi chạy với ắc quy nè, thì các cái chỉ số, cái này là chúng ta thấy là màu đỏ nè, không biết trên video các bạn màu gì, ở ngoài là màu đỏ nha các bạn. Rồi đang chạy với ắc quy nha. Rồi bình thường nha các bạn, quạt quay ắc quy hiện giờ là đang 52,4V, điện áp 220 và biểu tượng nè, ắc quy chạy lên biến tần nè, biến tần chạy ra tải nè. Rồi bây giờ mình sẽ cấp thêm cái PV vào. Đây mình dắt MC4 nha, cấp thêm cái PV vào. Rồi khi cấp PV vào các bạn thấy nha, các bạn sẽ nhìn nè, hiện giờ nó đang màu đỏ đúng không các bạn. Các bạn nhìn nha. Đấy, nó chuyển sang cái màu tím sen. Ở ngoài cái màu rất là đẹp luôn bạn. Trên video có thể nó không rõ nhưng mà màu tím sen các bạn nhìn thấy ha. Dùng ắc quy thì màu đỏ, có PV thì màu tím sen. Thì lúc này nè, PV là 379V nè. 433 0,528, nói chung là chưa được 1 kW vì nắng nó đang giảm các bạn. Rồi nè, cái tấm pin mặt trời nè, ông mặt trời nè, chạy vào biến tần nè, nạp vào ắc quy này, cũng thấy cái biểu tượng mũi tên không? Rồi biến tần là chạy ra tải nè. Vậy thì hiện giờ cái tải nó rất là thấp, bị cái quạt này của mình có mười mấy watt thôi các bạn, thậm chí là trên này nó chưa có hiện ra đâu nè, không watt luôn nè, cái tải hiện giờ là không watt luôn nè. Còn tấm pin mặt trời nạp vào đang 520 mấy watt nè, 0,527, có nghĩa là 527W đó. Đấy. Rồi đây là mình đang test với cái chế độ là gì, có ắc quy và có gì mà có PV đầu vào nha. Bây giờ mình sẽ cúp CB ắc quy.
hoặc đang quay nha, mình cúp CPQ này cho các bạn xem nè. Từ đang cái màu tím sen nha. Rồi mình cúp nè. Mình cúp nè. Mình cúp CPQ rồi nha. Quạt vẫn quay. Quạt vẫn quay và cái này cũng vẫn còn màu tím sen, có nghĩa là màu tím sen là nó chạy với VV. Đây chúng ta thấy không? CP cúp nè, quạt vẫn quay bình thường, mọi thứ cũng bình thường hết. Bởi vì cái tải nó rất là bé và BV nó hiện giờ nó tạo ra cũng khá là nhiều. À, cho nên chúng ta thấy là nó rất là đáp ứng đủ cái việc mà nó chạy tải, cho nên nó không có ngắt gì cả. Và hiện giờ là nó vẫn chưa nạp vào ắc quy. Rồi tiếp theo mình sẽ test khi mà gắn điện lưới vào. Điện lưới vào thì mình phải chú ý đó là gì các bạn, có âm dương nha, mình gọi là cộng trừ đó. Rồi cộng trừ này mình đã đánh dấu sẵn nè, mình phải gắn đúng nha. Rồi mình thao tác một tay cho nên là nó cũng khá nguy hiểm. Rồi riêng để cho cái thằng điện lực nó hoạt động khi mà cấp vào con biến tầng này á, thì phải có cái thời gian là tầm 1 phút 30 giây. 1 phút 30 giây nha các bạn, 1 phút 30 giây thì nó mới có thể là nhận diện cái điện lưới này. Và nó rất là hay là khi vào buổi tối các bạn, khi vào buổi tối khi không có BV, không có BV thì con biến tầng này nó vẫn sử dụng được bình thường, không cần ắc quy, không cần BV, có điện lực biến tầng vẫn sử dụng bình thường. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là ví dụ chúng ta lắp một cái biến tầng này vào trong cái đầu ra, cái đầu main load này nè, chúng ta cho ra full tải gia đình luôn, tải gia đình là tất cả là vào đây. Ban ngày khi chúng ta chưa có điều kiện mua ắc quy, khi có tấm pin thì tấm pin mặt trời nó sẽ chạy vào biến tầng này nó nuôi tải. Dư thừa thì nó triệt tiêu các bạn, dư thừa nó triệt tiêu, nó không đẩy lên lưới, nó không đẩy lên lưới. Thì khi mà chúng ta vào buổi tối thì nó sẽ lấy từ điện lưới qua biến tầng. Lúc đó biến tầng nó giống như một cái ổn áp. Rồi trong biến tầng này nó sẽ chạy ra nuôi nguồn luôn. Nuôi cái tải gia đình. Nói chung là chúng ta không cần phải làm gì cả. Còn sau này chúng ta có điều kiện chúng ta sẽ nâng cấp thêm ắc quy. Thì khi đó nạp điện vào ắc quy, nếu ban ngày chúng ta dùng dư thừa sẽ nạp vào ắc quy, rồi chúng ta sẽ sử dụng vào buổi tối. Nói chung đây là con biến tầng, nó có chức năng là giống như bám tải vậy đó, mình cứ hiểu là bám tải đi. Bám tải rồi sau này chúng ta có điều kiện nâng lên thành lưu trữ luôn. Nó rất là hay nằm ở chỗ đó các bạn. Thì trong quá trình chúng ta sử dụng những cái dòng như thế này thì chúng ta không cần phải thao tác gì cả. Cứ gắn vào sử dụng mà thôi. Nói chung là rất là tiện các bạn. Thì mình nghĩ rằng là trong thời gian tới cái dòng Evo 6200W này mình sẽ giới thiệu nhiều với các bạn. Ở đây là mình lấy mẫu về, mình lấy mẫu về mình test rồi ổn mình sẽ mới tư vấn cho khách hàng là chúng ta nên dùng loại này. Đầu tiên chúng ta mua cái loại này, chúng ta không cần ắc quy lưu trữ để chúng ta sử dụng để cho nó tiết kiệm chi phí. Sau đó khi có điều kiện rồi chúng ta nâng cấp ắc quy lưu trữ lên thì nó sẽ trở thành một cái con hybrid rất là ok luôn các bạn. Rồi dù sao cũng cảm ơn các bạn đã quan tâm dõi video và hẹn gặp lại những video tiếp theo.